Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Tiến Thiệp, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình địa phương. Mô hình trồng cây sa chi làm dược liệu tại thị trấn Hưng Yên, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hiệu quả bước đầu của phần mềm quản lý thuốc ở Hải Dương. Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sửa chữa lắp đặt đường dây điện cho hộ nghèo. Thành phố Bắc Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển 620 kg sa và mỡ lợn bẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và căn cứ vào mực nước, hiện trạng công trình, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xây dựng phương án chống hạn cho 3 hồ chứa trên địa bàn. Ba hồ chứa được xây dựng phương án chống hạn là hồ Hố Vễn thuộc xã Lê Lợi, hồ Chín Thượng xã Bắc An và hồ Suối Găng xã Hoàng Tiến. Hiện tại mực nước hồ Hố Vễn bảo đảm phục vụ tưới, nhưng đáy cống điều tiết số 2 cao nên không thể tưới tự chảy cho 19 hectare. Xí nghiệp sẽ khắc phục bằng cách lắp đặt hai máy bơm dầu để tưới thay thế. Hồ Chín Thượng khả năng thiếu 3 đợt nước tưới dưỡng lúa. Xí nghiệp bố trí một máy bơm dầu để bơm gạn lòng hồ. Khi hồ không còn nước sẽ lấy nước từ 5 ao của các hộ dân xung quanh. Nếu không có mưa bổ sung, hồ Suối Găng sẽ thiếu 4 đợt nước tưới. Vì vậy, khi hồ không còn khả năng tưới tự chảy, xí nghiệp sẽ đắp bờ quay, đặt một máy bơm điện để lấy nước từ lòng hồ. Dự kiến kinh phí chống hạn khoảng 175 triệu đồng. Những năm qua, ông Nguyễn Tiến Thiệp ở thôn An Thái, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã đóng góp hơn 100 triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Thiệp vốn xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng ý chí nghị lực vươn lên, đến nay kinh tế gia đình ông đã khá giả. Những năm qua, ông không chỉ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào hoạt động của địa phương, mà còn là người luôn tiên phong trong việc đóng góp và vận động nhân dân tham gia làm các công trình phúc lợi tại địa phương. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, ông đã tự nguyện đóng góp trên 100 triệu đồng cùng nhân dân làm đường giao thông, nâng cấp đình làng An Thái, chùa Trung An Vĩ, xây dựng cổng làng khang trang sạch đẹp, góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong nhân dân trong việc xây dựng quê hương. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền vận động bà con đưa những cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao vào trong sản xuất. Năm vừa qua, xã đã tập trung chỉ đạo các hộ ở thôn Thượng Phường và thôn Bạch Liên thực hiện thành công dự án trồng chuối, nuôi cá và ao nổi với diện tích 15,8 ha ở khu vực ruộng trũng trồng màu cây lúa kém hiệu quả, nâng tổng số diện tích chuyển đổi của toàn xã lên 62,7 ha. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 hectare diện tích đã chuyển đổi này đạt 122,3 triệu đồng một năm. Từ đó đã giúp người dân hình thành nên vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, liên kết các hộ với nhau để hỗ trợ nhau về con giống, nguồn thức ăn cũng như chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Thời gian tới, chính quyền xã Yên Thành tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với phương châm giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm sức lao động, tăng chất lượng, nâng cao giá trị nông sản, từ đó giúp người nông dân thay đổi nhận thức trong quá trình canh tác, mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo quy mô lớn, tăng mức thu nhập, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao đã thay thế những cây trồng truyền thống cho hiệu quả kém. Và mô hình trồng cây sa chi làm dược liệu của ông Hoàng Gia Khương ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là một điển hình của việc lựa chọn cây trồng phù hợp, giúp đem lại thu nhập cao. Đây là năm thứ ba ông Hoàng Gia Khương thu lợi từ việc tích tụ ruộng đất trồng cây sa chi. Mới hơn 2 tháng thu hoạch, ông Khương đã thu lãi cả 100 triệu đồng. Khi tôi ở trong Lam thì cũng làm cà phê, hồ tiêu và cao su. Tôi mới thấy đảng và nhà nước quan tâm đến những người lao động mà tích tụ ruộng đất ở địa phương. Thì tôi quyết định là về quê hương Thái Bình, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Tôi quyết định từ đó tôi sang Thái Lan học tập về những cái vấn đề cây trồng này và muốn mang về đây để làm. Thì qua quá trình làm, năm nay năm thứ ba rồi thì thấy cái hiệu quả nó rất cao. Sa chi là loại thực vật họ thầu dầu, quả và lá của cây có thể điều chế thành thuốc. Đặc biệt, dầu sa chi chứa hàm lượng omega cao giúp chữa các bệnh huyết áp, tim mạch.
Theo ông Khương, sa chi là giống cây mới nên khi bắt đầu trồng, ông cũng gặp không ít khó khăn. Gia đình, thế rồi là một số bà bạn bè bà con thì cũng không biết là cây gì mà làm thì liệu có cái thu hoạch thì có năng suất hay không, thế rồi là cái đầu ra nó có ổn định hay không. Thế thì với lại cái đất đai thì thuê thầu của dân, thế rồi là cái vốn thì nói chung là cũng bước đầu rất là khó khăn. Thế rồi tôi quyết tâm làm thì đến giờ phút này thì nói chung là cái cây phát triển rất tốt và mang lại hiệu quả thì so với cây lúa thì chắc nó gấp khoảng trên 10 lần. Đến nay, trên diện tích gần 3 hecta, ông Khương trồng trên 2.000 gốc cây sa chi, mỗi năm cho thu nhập trên 250 triệu đồng. Ông Khương đã chủ động liên kết với công ty xuất nhập khẩu sa chi Hòa Bình lấy giống và được hỗ trợ 30% giá giống ban đầu và thu mua sản phẩm, ổn định thị trường tiêu thụ. Từ mô hình trồng cây sa chi, có thể thấy giống cây này phát triển tốt trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Đến nay, ông Khương đã có thể tự sản xuất và cung cấp giống cho bà con có nhu cầu trồng. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm đã giúp ông Khương thành công, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần nhân rộng mô hình giúp nhiều người dân khác cùng làm giàu. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Thời gian qua, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ về thị trường, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Hà Nam còn triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công. Các đề án khuyến công không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, mà còn là động lực to lớn thúc đẩy nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh và thị trường. Kết thúc năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 74.200 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. 13 trên 14 sản phẩm chủ yếu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều vượt kế hoạch đề ra. Đóng góp cho ngân sách của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017. Trong năm, các khu công nghiệp đã thu hút thêm được 57 dự án vào đầu tư, trong đó có 39 dự án FDI và 18 dự án trong nước. Ban quản lý các khu công nghiệp cũng đã tiến hành điều chỉnh vốn cho 32 dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong năm đạt trên 407 triệu đô la Mỹ và gần 3.640 tỷ đồng, đạt 170,7% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp tạo việc làm mới cho gần 7.000 lao động. Như vậy, lũy kế đến hết năm 2018, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 346 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 205 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 2 tỷ 562 triệu đô la Mỹ. Tổng số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp là trên 64.100 lao động. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thời tiết chuyển mùa là lúc trẻ em dễ bị mắc bệnh sởi. Các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý phòng bệnh cho trẻ. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, 2 tháng cuối năm 2018, toàn tỉnh có 21 ca trẻ mắc bệnh sởi. Tháng 11 có 10 ca, 5 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 5 ca điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 12 có 11 ca trẻ mắc bệnh sởi điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa đông xuân như hiện nay, virus sởi dễ gây bệnh cho trẻ. Đặc biệt, khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, trẻ cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Nếu mắc thêm bệnh sởi sẽ rất nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cách ly trẻ mắc sởi, đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ. Thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 của Bộ Y tế, VNPT Hải Dương phối hợp với Sở Y tế triển khai thí điểm phần mềm quản lý thuốc bán theo đơn tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao triển khai cài đặt kết nối liên thông 50% các nhà thuốc, quầy thuốc và tủ thuốc trên địa bàn toàn tỉnh, hơn 3 tháng qua, Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Dương tập trung nhân lực, cán bộ, kỹ thuật triển khai tập huấn, tuyên truyền, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thuốc cho 88 trên tổng số 177 nhà thuốc trong toàn tỉnh. Riêng trên địa bàn thành phố Hải Dương, Trung tâm đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thuốc tại 40 trên 86 nhà thuốc. Theo đánh giá sơ bộ, phần mềm bước đầu hoạt động tương đối hiệu quả. Việc triển khai các phần mềm sẽ giúp cho các nhà thuốc sẽ quản lý được cái hàng hóa một cách tốt nhất. Nhà thuốc thì sẽ nắm bắt được tổng cái số lượng hàng hóa ở trong nhà thuốc của mình có những cái loại gì, còn loại gì hết hay là còn bao nhiêu. Và việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhà thuốc thì giúp cho chủ nhà thuốc quản lý một cách thuận tiện
và nắm bắt được doanh số một cách nhanh nhất. Và khi mà áp dụng cái công nghệ thông tin này vào thì nhà thuốc có thể quản lý được cái cửa hàng của mình ở bất kỳ nơi đâu. Do việc triển khai kịp thời và đồng bộ nên các nhà thuốc sử dụng phần mềm đều hoạt động hiệu quả. Các cơ sở bán thuốc như nhà thuốc Thành Đông, nhà thuốc Dược Tín sau khi đưa phần mềm vào hoạt động đã quản lý được sản phẩm và thống kê được các loại thuốc. Không những vậy, phần mềm này còn có tác dụng cảnh báo thuốc hết hạn sử dụng và nhiều thông tin liên quan đến sử dụng thuốc tân dược. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo sát sao của ngành y tế trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh của y tế cơ sở, các trung tâm y tế tuyến huyện đang đẩy mạnh việc cắt cử các y bác sĩ về trạm y tế khám chữa bệnh để khai thác hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, đồng thời giảm tình trạng quá tải bệnh viện cho các bệnh viện tuyến trên. Qua việc triển khai, khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn đã có 85% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử được ngành y tế quản lý. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhóm máu cho trẻ dưới 6 tuổi, các trạm cũng đã cập nhật ngay vào hồ sơ sức khỏe cá nhân với những thông tin đã được cập nhật như thông tin cá nhân, chiều cao, cân nặng, chỉ số huyết áp và đặc biệt là yếu tố nguy cơ bệnh tật và chỉ số phân chắc học sẽ là những thông tin hữu ích đối với mỗi người dân khi đi khám chữa bệnh. Với sự chỉ đạo sát sao của Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn trong việc cập nhật các thông tin về sức khỏe cá nhân vào hồ sơ sức khỏe của mỗi người, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để người bệnh có được hồ sơ sức khỏe đầy đủ và chính xác mỗi khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, đồng thời giúp cho ngành y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân một cách tốt hơn. Những năm gần đây, đào tạo nghề, giải quyết việc làm là công tác quan trọng được tỉnh Hưng Yên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả khả quan. Hiện mạng lưới đào tạo nghề được mở rộng với 45 cơ sở giáo dục nghề. Đặc biệt, đã có sự liên kết gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Là một trong những đơn vị dẫn đầu về đào tạo nghề của tỉnh, những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi đóng trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã có nhiều nỗ lực đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chương trình đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động việc làm là hướng đi được nhà trường quan tâm đầu tư và tập trung thực hiện. Việc này không chỉ có lợi cho doanh nghiệp, nhà trường mà còn nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên ngay sau khi ra trường. Em đã thực tập ở đây được hơn 1 tháng. Mặc dù là em chưa ra trường nhưng mà nhà trường đã liên kết doanh nghiệp và tạo điều kiện cho em là sau khi học xong, ra trường xong sẽ nếu mà đạt yêu cầu sẽ nhận các em vào làm công nhân chính thức, lương thu nhập khoảng tầm 10 triệu trở lên. Công ty chúng tôi về tỉnh đầu tư vào tỉnh Hưng Yên là 12 năm. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều vấn đề để tuyển dụng những nguồn nhân sự có chất lượng. Và chúng tôi có kết hợp với nhà trường, đấy là trường Cao đẳng Thủy lợi, để đưa các bạn sinh viên đến thực tập. Ngoài giúp đỡ cho các bạn có tay nghề thì đấy cũng là một cái nguồn cung lao động. Khi các bạn ra trường thì chúng tôi cũng có tuyển dụng để vào làm cái nguồn cho công ty. Hiện trên địa bàn tỉnh có 45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia giáo dục nghề nghiệp. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho gần 54.000 người, đạt 115% kế hoạch, tăng gần 5.000 người so với năm 2017. Chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như điện, cơ khí, may, các nghề nông nghiệp, trong đó có khoảng 90% là lao động khu vực nông thôn. Công tác đào tạo nghề ở các trường cơ sở hiện nay đã từng bước chuyển từ đào tạo theo kế hoạch sang đào tạo theo nhu cầu, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang đào tạo 26 nghề tất cả. Và cái việc giải quyết việc làm sau đào tạo nghề đã đang rất thuận lợi. Vì các doanh nghiệp mà đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và ở những khu vực xung quanh người ta đang rất là cần cái số lao động và đã qua đào tạo gần như 100%. Chúng tôi đã ký hợp đồng để sau này là các em sau khi tốt nghiệp xong thì các em có việc làm ngay tại các doanh nghiệp mà các em đã đi thực tập. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030.
Theo đó, đến năm 2025, dự kiến tinh gọn còn 36 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với quy mô đào tạo đạt 80.000 người một năm, và đến năm 2030, đào tạo đạt trên 100.000 người, cao gấp gần 2 lần so với hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong và ngoài nước, cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2018, công tác quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình luôn được quan tâm, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, góp phần tích cực nâng cao hình ảnh và vị thế của du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Trong tổng số khách đến Ninh Bình trong năm 2018, khách nội địa chiếm 6,4 triệu lượt khách, tăng 3,3% so với năm 2017. Khách quốc tế 900.000 lượt khách, tăng 4,8% so với năm 2017. Thông qua việc quảng bá xúc tiến du lịch đã tạo sức hút, hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Tôi đã đến Việt Nam một vài lần nhưng chưa đi du lịch được nhiều, nên lần này quay trở lại tôi đã được công ty lữ hành du lịch tư vấn và quyết định chọn quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình làm điểm dừng chân. Một cảm giác thật tuyệt vời khi được đến đây, không khí thật trong lành, khung cảnh thiên nhiên thật ấn tượng. Trong số các khu du lịch tôi đã đi ở Việt Nam, tôi thực sự rất thích Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, cảm giác đến đây thật tuyệt vời. Thiên nhiên của các bạn thật đẹp. Tình cờ tìm hiểu được Tràng An qua một vài trang web. Từ đó tôi đã ấp ủ và lên kế hoạch để đi thăm các khu du lịch của Ninh Bình. Tôi đã đi nhiều điểm và cảm thấy thực sự ấn tượng ở khu du lịch này. Nó thật trang nghiêm và cổ kính. Các thiết kế cũng rất độc đáo và tất nhiên lần sau tôi sẽ cho gia đình mình đi cùng để cảm nhận về những cảnh quan thiên nhiên của các bạn. Năm 2018, ngành du lịch Ninh Bình đã phối hợp hỗ trợ 25 đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Các đoàn khách quốc tế về tham quan, làm phóng sự trên địa bàn tỉnh, tổ chức đoàn fan trip với 200 hãng lữ hành, phóng viên, báo, đài trung ương và các địa phương đến nghiên cứu sản phẩm du lịch Ninh Bình, giới thiệu cho du khách. Tham gia 24 lễ hội, hội chợ, hội nghị, hội thảo, các sự kiện du lịch. Đây là những con số sự kiện khá ấn tượng. Với mục tiêu là xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018, nhà máy nước sạch của công ty cổ phần Hải Trung HD đặt tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã luôn chủ động đảm bảo duy trì việc cấp nước ổn định, đủ lượng nước và chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Nhà máy nước của công ty cổ phần Hải Trung HD có công suất thiết kế là 10.000 mét khối ngày đêm, sử dụng công nghệ lắng lọc bằng tấm lamen và lắng lọc tinh bằng cát thạch anh. Đối với khâu khử trùng nước, nhà máy sử dụng Javen được sản xuất từ muối ăn tinh khiết, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nhà máy đang cung cấp nước cho 2.700 hộ dân của 8 xã thị trấn huyện Phù Cừ, gồm Nguyên Hòa, Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến, Nhật Quang, Tống Phan, Quang Hưng và thị trấn Trần Cao. Sản lượng hiện tại của nhà máy đạt 2.000 mét khối ngày đêm. Dự kiến năm 2019, nhà máy tiếp tục mở rộng cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở địa bàn các xã Phan Xào Nam, Minh Tân. Hội chữ thập đỏ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với chi nhánh điện lực huyện tổ chức lắp đặt sửa chữa đường dây điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và đèn chiếu sáng thuộc 9 xã trong huyện. Được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hỗ trợ kinh phí, cán bộ chi nhánh điện lực huyện Duy Tiên hỗ trợ công lắp đặt, 30 hộ nghèo, gia đình chính sách đã được thay mới toàn bộ dây điện sau công tơ vào nhà, bảng điện, đèn chiếu sáng trị giá 1,6 triệu đồng một bộ. Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam còn hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng 600 mét đường trục thôn thị nội xã chuyên ngoại với tổng kinh phí 6 triệu đồng. Việc làm này được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam duy trì thường xuyên nhằm hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách có hệ thống điện an toàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh, tiến hành kiểm tra bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 620 kg mỡ và lòng lợn đang trong quá trình phân hủy trên đường đi tiêu thụ. Mới đây, tại khu vực cây xăng 139 quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận phường Võ Cường, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1 thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 34D00040 do lái xe Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1975, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều bao tải đóng kín.
Bên trong chứa 370 kg da và 250 kg mỡ lợn đang trong quá trình phân hủy. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Lái xe khai nhận thu mua số thực phẩm này tại tỉnh Bắc Giang rồi vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số tang vật theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.